Chào mừng bạn đã đến với Thanh Thịnh bùi com Mình là Thịnh Ở trong video này thì Thịnh sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm sao để có thể trỏ một cái tên miền ở một nhà cung cấp khác Về hosting của IZDZ Thì ở video trước Thịnh đã có một cái video hướng dẫn bạn làm sao để mua hosting tại IZDZ Được giảm giá độc quyền 10% Thì trong video này Thịnh sẽ hướng dẫn cách trỏ tên miền về chính cái hosting đó Để cho bạn biết cách thực hiện cho nó đơn giản và dễ dàng ha Rồi ok bây giờ mình ví dụ đây là cái tên miền mà thịnh đã mua ở godaddy đi đó cái tên miền ví dụ như là đẹp một hai ba bốn năm com đó một cái tên miền mình đã mua ở godaddy rồi và cái hosting thì mình đã thanh toán rồi Hà, cái hosting mình mua video trước đã thanh toán tiền xong hết rồi thì bây giờ mình sẽ chọn như thế nào đầu tiên thì bạn vào trong cái email mà bạn đăng ký với azdg á mà họ sẽ lúc mà bạn thanh toán xong họ sẽ gửi cho bạn một cái email như vậy đây, AZDG nè, thông tin tài khoản hosting tại AZDG. Đó nó sẽ có như thế ha, à, bạn bấm vô trong cái email đó. điều kiện là bạn phải thanh toán xong hết rồi nha mới có được cái email này. Rồi ok. Đây chính là toàn bộ thông tin uh, tài khoản uh, hosting tại AZDG mà mà mình mua ha. À, rồi, cái phần quan trọng á là bạn coi cho mình cái phần thông tin máy chủ nè. Đó, thông tin máy chủ. Rồi, có một cái phần đó là địa chỉ IP. Ha, bạn xem mình địa chỉ IP thì mình sẽ trỏ uh, từ tên miền về hosting qua sách DG bằng cái địa chỉ IP này ha, Rồi bây giờ xem cách thực hiện như thế nào nha Bạn quay trở lại cái nhà cung cấp tên miền của bạn á, Thì mỗi các nhà cung cấp tên miền nó đều có một cái phần đó là DNS Mỗi một cái tên miền nó đều có một cái phần nó là DNS ha, Quản lý DNS bạn cứ kiếm vào để uh, Kiếm uh, ở đâu đó để có được cái chỗ quản lý DNS này thì bạn truy cập vào Đây mình bấm vô DNS rồi bạn chờ chút xíu để uh, nó tải ra rồi ví dụ bạn vô một cái trong một cái dns của tên miền bạn sẽ thấy nó rất là nhiều những cái những cái những cái này nè bạn những cái a những cái cname này nè thì được gọi là record ha Ê, thì bạn không cần hiểu nó là cái gì hết bạn chỉ cần biết cách làm thôi đây bạn thấy nó sẽ rất là nhiều bạn không cần quan tâm bạn chỉ cần quan tâm cho mình một một cái thôi đó chính là cái type a cái record lại a nè uh, name là a cộng và cái value chỗ này sẽ chính là cái ip hosting bạn thay vào mà Đó, bây giờ cái IP hosting ở đây mình đang là khác đúng không? Thì bây giờ mình sẽ lấy cái IP hosting của mình mình trỏ vô Đây, ví dụ Bên đây là đúng không? IP hosting qua ZDZ nè, mình copy, mình tôi đem mình copy Rồi Ở đây à, Mình sẽ thay vô trong cái value này Cho này nó, nó mình sẽ thay vô đây Bấm cái dấu bút chì nè, mình sẽ thay vô Đó, bond to Rồi, mình paste đó, rồi mình bấm sale đó thế là mình đã trở xong thì nếu mà bạn nào không ví dụ bạn kiểm tra bạn chưa có cái type cái cái record a này thì bạn sẽ làm sao để bạn tạo đây rất là đơn giản thôi mỗi một đơn nó sẽ có nút tạo hết đây có nút s dưới đây nè đây s rồi type là loại á mình sẽ chọn là loại a ha. a record host host là bấm, bấm cái dấu ốc vô rồi ok rồi point to là trỏ tới thì bạn sẽ trỏ vô cái cái ip hosting mà bạn vừa ấy rồi đó rồi ttl thì bạn cứ để mặc định như thế luôn rồi xong xuôi hết thì bạn bấm sell là xong ha là bạn sẽ tạo xong cái record, ở đây mình đã tạo rồi nó sẽ như thế này nè đó rồi đó lúc này là bạn đã trỏ xong cái tên miền từ uh, một cái nhà cung cấp khác về hosting qua zdg nếu mà bạn có bất kỳ một thắc mắc nào thì cứ để lại bình luận bên dưới video đi mình sẽ giải đáp thông tin cho bạn ha. và bạn bấm like và chia sẻ video cho những người bạn khác cùng biết và đừng quên đăng ký channel youtube của thịnh để nhận những video mới nhất nha xin chào bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau